Chiều tối ngày 17 tháng 2, ghi nhận trường hợp bệnh nhân 2.280 mắc COVID-19 có địa chỉ ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, đến ăn uống cùng một số bạn bè tại quán Hùng Tàu ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào từ ngày 30 tháng 1. Đến nay, Hương Yên bước đầu ra soát được 9 trường hợp F1, trong đó thị xã Mỹ Hào ra soát được 4 F1, 8 F2 đều là chủ quán và nhân viên có địa chỉ ở các tỉnh thành khác đã về địa phương nghỉ Tết. Thị xã Mỹ Hào đã thông báo cho cơ quan chức năng các địa phương này. Huyện Ân Thi ra soát được 2 trường hợp F1, trong đó trường hợp F1 ở xã Quảng Lãng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Huyện Văn Giang ra soát được 2 trường hợp F1 tại xã Vĩnh Khúc, thành phố Hương Yên, một trường hợp F1. Hiện thị xã Mỹ Hào đã cho phun thuốc khử khuẩn xung quanh quán Hùng Tàu, tiếp tục khẩn trương ra soát, truy vết các trường hợp liên quan.